sơ mi kiểu cổ là dạng chồng đầu ha, cổ đây sẽ chữ V, cổ trụ nha, và màu trơn ha, chiếc vải vôn rất là mịn, đẹp và mịn luôn ha, kiểu như là tay dài các bạn có thể mặc sắn tay lên như vậy cũng được ha, không thích thì mình cứ xả xuống ha, kiểu này là tay dài. Hàng này về là có ba màu nha, màu trắng, màu xanh rêu và màu đen ha, ba màu để các bạn chọn lựa nha. Cái này là kiểu nó sóng 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 ở phía trước ha, cho nên mình mặc mình không cần đóng thùng ha, mình không cần đóng thùng vẫn được nha, kiểu là vạt trước ngắn và vạt sau dài ha, nó phủ mông luôn nếu mà các bạn mặc xả bơm ra như vậy ha, nó sóng như vậy nó che được cái bụng to nè đó, bụng to nó sẽ không thấy được cái bụng to của mình ha, nó che 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 được khuyết điểm phục vụ không được thon gọn của mình nha. Rồi các bạn có thể mặc đóng thùng cũng được ha, mặc đóng thùng cũng ra kiểu nha, mẫu này rất là dễ mặc ha, màu trơn là có thể rất là dễ phối đồ luôn, các bạn có thể phối với lại quần kini lưng hai nút nè, mẫu này nè bên shop bán rất là nhiều luôn, mặc nguyên một bộ như vậy mặc đi học đi làm đi chơi đều ok nha.